Rồi, mời các bác xem nhá. Đây là vườn đơn. Vườn đơn nhà anh Quảng này. Tổng số này bà bao nhiêu gốc anh? Mấy trăm gốc, cũng 500 gốc. Rồi, đơn đơn ta đấy hả? Ta đơn nhung. Đơn ta nhung. Hoa thậm đẹp. Rất là đẹp. Khô bên này các bạn. Cả một cái khu này nữa này. Sắp tới là các bạn có mua cái cây hoa nhài thì anh Quảng anh đang sẽ làm toàn bộ cái khu kia. Nhài Nhật. Ở đây. Đó, cà phê miền Bắc này, tuyệt vời chưa? Đây có quả chín đấy này. Ái giời ơi. Đấy, mọi người thấy không? Đây quả này, cà phê đây.